đã từ lâu khu vực bờ vừa sông Hồng là khu vực tiếp giáp lòng sông và được người dân sử dụng như một hành lang đê điều bảo vệ nội thành Hà Nội đã trở thành nơi người dân vứt rác và những đồ dùng trong gia đình không còn giá trị sử dụng. Nhưng kể từ ngày 21 tháng 1 năm 2022, không gian công cộng đa chức năng, sân chơi kiêm vườn rừng được xây dựng đã mang lại nhiều đổi thay. Trong một năm kể từ ngày đi vào hoạt động, sắc xuân đã ngập tràn với người dân sinh sống tại đây. Dù không phải ca sĩ, nhưng những phụ nữ này vẫn hăng say tập bài hát Tết, 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 Tết đến rồi để chuẩn bị cho chương trình thời trang áo dài được ấp ủ thực hiện trong năm 2023. Trong không gian ngập tràn sắc hoa của khu vực bờ vở sông Hồng, không khí Tết đã đến rất gần. Khi mà các bạn đứng đây chắc là không thể đứng được, bởi vì nó đây là một cái gần như là một cái bãi rác rất là khổng lồ. Thế thì được 200 tấn rác được đào lên và được chuyển đi. Được cái khu vườn rừng như này là công sức của rất nhiều người, đặc biệt là sự đóng góp của cộng đồng. Bởi vì chúng tôi nghĩ là khi có cộng đồng đóng góp thì người ta trực tiếp người ta làm, trực tiếp người ta được bắt tay vào làm và được trồng từng cái cây, dọn từng cái rác thì người ta sẽ có cái sự cái nâng cao cái nhận thức là người ta sẽ được bảo vệ, nó sẽ bền vững. Thế thì khi cái khu vườn rừng này thì nó thay đổi hoàn toàn cái môi trường ở đây. Thứ nhất là không khí nó rất là trong lành, như các bạn biết đấy, đứng ở đây rất là trong lành, bởi vì ngay giữa thủ đô, ngay giữa quận Hoàn Kiếm mà có một cái khu sinh thái như này thì rất là quý. Công viên vườn rừng không chỉ có hoa tươi mà còn mang lại trái ngọt cho người dân nơi đây. Nhờ chăm sóc bằng phương pháp hữu cơ, tận dụng rác từ quá trình sơ chế thức ăn, tạo thành chu trình tuần hoàn, vừa giảm lượng rác thải, vừa bảo đảm rau, củ sạch. Dù mô hình này không lớn, nhưng tình yêu của người dân dành cho công viên rừng và màu xanh nơi đây đã tạo ấn tượng với những nghệ sĩ nước ngoài khi đến thăm nơi đây nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam. Đây là một nơi rất tuyệt vời để đến thăm. Tôi được truyền cảm hứng bởi sự chăm sóc và quan tâm của người dân tới khu rừng, tới khu vườn. Chúng tôi cũng sẽ chung tay cùng người dân để xây dựng một tương lai tươi sáng cho khu vực này. Chúc mừng năm mới, chúc mọi người ấm áp bên cạnh gia đình và cảm ơn đã mời tôi tham gia vào dịp đặc biệt này. Ngày Tết cũng là thời gian để gia đình bên nhau. Cùng nhau giữ màu xanh của khu vườn rừng cũng giúp gia đình gắn bó nhau hơn. Những mầm non biết yêu và bảo vệ môi trường sẽ là tương lai xanh cho Việt Nam.